dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười, sức mạnh cho bao người cùng anh em sẵn cánh không rời, đi tự do muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam, cần lắm những con người giúp nhau xây đời nâng đỡ nhau không giờ. Đường truyền thông là bóng đáp tay mà chúng ta vẫn một nhà, để vẫn nhau dẫu có xa lạ ta cùng nhau vươn xa. Việt Nam ta trên đường dài tôi đi. Tôi thấy như đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam, thân lắm những con người giúp nhau xây đời nâng đỡ nhau không rời.